Ôi nặng quá trời quá đất luôn, 3,5 kg các bạn, gần 3 kg. Ủa ba, ôi bỏ tay ra. Hello, xin chào các fly. Ở sau lưng bay hôm nay có rất nhiều kiếm gỗ và chúng ta sẽ xem hôm nay cân nặng của tụi nó sẽ như thế nào, có những cái nào nặng, cái nào nhẹ và cái nào có thể quất được, cái nào không quất được. Nhưng đa số là không quất được, trừ các loại kiếm tre, kiếm gỗ và kiếm kendo dùng để tập kiếm các bạn. Ôi không phong dạ quá. Đây là một cái cân bao nhiêu vậy? 5 kg, còn chẳng cái kiếm nào được 5 kg đâu. Chúng ta sẽ thử với lại một cái vật mà các bạn quen thuộc nhất, đó chính là một cái mũ bảo hiểm. Mũ bảo hiểm sẽ nặng bao nhiêu? À, 500 g, một cái mũ bảo hiểm 500 g. Các bạn có thể cảm nhận được sức nặng rồi đúng không? Rồi tất cả những cái kiếm còn lại là bao nhiêu nào? Nó có thể nhẹ đến mức nào nào? Đầu tiên đó chính là một cây Imitsu No Yaiba, loại kiếm 22 cm, tên làng thợ rèn. Đu kiếm không chạy luôn. 100 g cho cái kiếm này, thêm cái hộp nữa, thêm 100 g nữa là 200 g mà thôi. Một cái kiếm này rất là nhẹ, 100 g. Vậy nặng hơn là cái gì? Một cái kiếm farm này nặng bao nhiêu? Đây là một cây kiếm kendo. Đây là một cây kiếm đen tập kendo. Nó có vòng kiếm các bạn nha. Cái kiếm này rất là bền chắc, đồ nặng của nó cũng khá là nhẹ đó. Đánh dùng đâu các bạn nha. Cái đây không phải là kiếm gỗ Yoro thông thường, vì cái này dùng để tập. Và nó nặng bao nhiêu nào? Nghe đồn cái kiếm gỗ này rất là nặng. Ôi nặng quá trời quá đất luôn, 3,5 kg các bạn, gần 3 kg. Ủa ba, ôi bỏ tay ra. Cái này thật sự nó chỉ có 400 g, là 400 g. Nó nặng gấp 4 lần so với một cây kiếm 22 cm này. Một cây kiếm gỗ Yoro. Đây là một cây kiếm có hoa văn của Yoro, một bên hoa văn, bên không có hoa văn. Và kiếm gỗ Yoro nó nặng bao nhiêu nào? Gần 400 g. Nghĩa là một cây kiếm gỗ Yoro này nặng ngang với lại một cây kiếm tre Kendo này, thì nó có thể nặng gấp đôi là 800 chăng? Đúng rồi, hai cái này nặng ngang nhau các bạn nha. Một cây Kendo đặc và một cây Yoro gỗ nhẹ. Chắc là nặng nặng cái vỏ đây, chứ cái lưỡi nó rất là mỏng luôn. Một cái lưỡi của kiếm này thì nặng bao nhiêu nào? Lưỡi nặng 100 g. Một cái lưỡi này nặng bằng một thanh kiếm 22 cm, đúng 100 g, mặc dù rất là dài. Cái vỏ là 300 g các bạn. Vậy một cây kiếm farm siêu nhẹ thì thế nào nào? Ai cũng biết đến kiếm farm với độ nhẹ tuyệt vời của nó, đến nỗi em bé cũng có thể cầm được. Nó rất là nhẹ nhưng cũng rất là đẹp, và màu sơn cũng rất là đẹp luôn. Và một cây kiếm farm sẽ nặng được bao nhiêu? Ở giữa đây phát hiện như có cái vật cứng để làm một cái phôi, kiểu như là cái phôi để giữ cho cái kiếm nó thẳng nè, nhưng mà nó không bị gãy các bạn nha. Và cái kiếm này nặng bao nhiêu nào? 300 g. Cây này nó còn nhẹ hơn một cây kiếm gỗ siêu nhẹ nữa. Nó chỉ có 300 g mà thôi. Còn nếu một thanh kiếm carbon để cáp lay á, thì nó sẽ nặng bao nhiêu nào? Cũng may mà bay có một cây dùng để trưng bày. Bay còn hai mẫu cực kỳ nặng, đó chính là cây bảo ngọc và một cây mẫu hóa trang của Yoro thật sự. Mẫu này dùng để cáp lay, còn mẫu này bảo ngọc, loại gỗ xịn luôn các bạn nha. Hai cây này sẽ nặng bao nhiêu nào? Chúng ta sẽ thử với cây bảo ngọc trước. Cây bảo ngọc có hai hòn bi ở đây, chúng ta sẽ cân lên luôn. Kiếm cũng có bi à, tự mở người có bi chứ. 570 g, 570 g, nghĩa là nặng gấp rưỡi một cây kiếm gỗ bình thường. Còn cái dạng cốc lay bằng carbon thì nặng bao nhiêu nào? Đó chính là quá wow. 1 kg. Loại này nặng 1 kg các bạn nha. Và bay chỉ có loại này, một trắng một đen. Thì các bạn có thể đặt qua các kênh của bay đều được nha. Nhanh thì còn kịp, còn không thì hết luôn rồi. Còn cái gì bay chưa review nè? Đó chính là một cây Satsuke và một cây Gintama. Gintama loại này gỗ đặc luôn, Satsuke là gỗ nhẹ. Satsuke bay đoán là khoảng 300-400 g gì đó, còn cái này chắc là 550-600 g ấy. Thì chúng ta sẽ coi thử nào. Một cây Satsuke nặng là 300 g cho một cây Satsuke siêu nhẹ, ai cũng có thể cầm được hết. Các bạn biết một quả tạ 1 kg nó là cỡ nào rồi, mà mấy này chỉ là có bằng một nửa quả tạ chứ mấy. Và đây là cây cuối cùng của chúng ta, nó sẽ nặng thế nào đây ta? Gintama.
Cây Gintama này thuộc dạng gỗ tốt và cầm rất là nặng tay luôn. Trẻ bình thường khó thể cầm nổi được cây này, đừng nói là vung kiếm hay làm cái gì đó. Nhưng mà người bình thường tầm trên 15 tuổi thì thoải mái đi. Nó nặng bao nhiêu nào? 700g. Nhưng mà về độ dài của nó thì nó lại khá là nặng. So với bạn mang cái tạ 1kg luôn á thì nó nặng hơn. Còn là bạn cầm thẳng như vậy rất là nhẹ nha. Như vậy mới nặng nè, đó. Và cân nặng của loại kiếm của chúng ta kết thúc tại đây. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Bye bye. Các bạn hãy đăng ký kênh để xem các loại hàng mới và kỳ lạ nhất nhé. Để đặt hàng hãy vào Lazada, Shopee, Sen Đỏ của Buy Store hoặc inbox trực tiếp Facebook và buybuybuy.com để đổi quà miễn phí ở tập 226. Buy Buy.com.